Ok. Chào tất cả mọi người nhá. Đến với clip tiếp theo của mình. Thì trong cái clip này mình cập nhật về Huấn Hoa Hồng. Biệt danh là Huấn Rô Xì. Huấn Hoa Hồng nhá, Huấn Hoa Hòe chứ. Bị trèo cái dừa ngã, trượt chân nhập viện, tử vong tại chỗ. Thì trong cái clip về mình nói cho mọi người biết thế này, thì có mấy ông lúc tầm chiều nay đưa tin là Huấn Hoa Hồng chết rồi. Thì mình cũng đang cập nhật kiểm tra những cái thông tin này là có phải là chính xác hay không. Huấn Hoa Hồng hiện tại đang bị các nhóm giang hồ truy lùng. Giàu chỉ có giàu thật nhưng mà không có vị trí bảo vệ thì cũng hơi căng đấy. Riêng mà nói thật với anh em, bọn giang hồ mõm bây giờ toàn sợ sợ dây sợ chết. Nói thật với anh em, bây giờ giang hồ toàn giang hồ online cả, chả có giang hồ thật cả. Không như thời Nam Cam ngày xưa đâu, giang hồ bây giờ toàn giang hồ online. Nói một đằng đi một lẻo, nói mà không làm đấy sợ chết. Nói chung là giang hồ toàn giang hồ online cả, từ Dũng Chọc Hà Đông Phố Lê đấy. Đều sợ sợ gì sợ chết. Nói chung là ở giang hồ bây giờ toàn giang hồ mõm cả. Huấn Hoa Hồng cũng toàn giang hồ online. Giang hồ Huấn Hoa Hồng ấy thì cả, nói chung bây giờ giang hồ bây giờ toàn giang hồ online cả. Huấn Hoa Hồng mình đang cập nhật cho mọi người thông tin về Huấn Hoa Hồng. Chiều nay có người báo là Huấn Hoa Hồng bị ngã cây dừa nhập viện. Thì như có người lại nói với mình là bị ở giang hồ chém tử trần gặp nạn, 81 kiếp nạn thì không tránh nổi cái 79 kiếp nạn, còn hai kiếp nạn nữa không tránh được, cho nên gặp nạn ở cái nạn 79. Bảo rồi ra đường là cái gì cũng phải do ăn ở cả, không chịu nghe. Huấn Hoa Hồng tiền nhiều nhưng mà chưa bao giờ đi xem bói hay là đi ấy cả. Tiền nhiều thì đến lúc mà mình chết đi rồi thì mình có mang ôm theo được đâu. Đến lúc mà mình chết rồi thì nói chung là họ người thân của mình chỉ có đốt cho mình gọi là hưởng thụ dưới kia. Chứ trên này mình không tiêu mà để mình tiết kiệm để ấy, đúng không? Mình tiết kiệm để mình để kiếp sau mình tiêu, để cho người thân người nhà mình đốt hộ cho mình. Tôi nói thật với anh em nha, có tiền thì cứ tiêu đi, xả láng đi. Đấy, nói chung là có tiền mà không tiêu chỉ có thằng đấy là thằng ngu thôi. Có những thằng mà có tiền mà tiêu xài nhiều phung phí ấy, thì thằng đấy là chỉ có thằng thiếu hiểu biết. Thằng những thằng là có tiền mà tiêu một đồng để dành dụm lại một đồng, thằng đấy mới gọi là thằng tài giỏi, thằng đấy với thằng gọi là thằng thông minh đấy. Tôi nói thật với anh em, thì cả những người nhiều tiền chắc gì đã bằng người sống tình cảm. Thì cả như anh em đi chơi với nhau, không có tiền bạc đừng bao giờ ngồi nói chuyện với nhau nhá. Thì cái vấn đề anh em vừa vừa cập nhật cho mình ấy, có một thằng bạn vừa cập nhật cho mình ấy về thông tin Huấn Hoa Hồng ấy trèo cây dừa tự tử, thì cái đấy này thông tin hoàn toàn là chưa chính xác, bởi vì mình đang cập nhật đang hóng cái thông tin này, chưa có thời gian ra được kết luận cho mọi người đấy. Cho nên là mọi người cứ cứ cứ
Nhớ phải bật thông báo để mình cập nhật những thông tin mới nhất cho mọi người coi. Thì Huấn Hoa Hồng được biết đến là Huấn Jose, Huấn Josi, tức là Huấn Hoa Hồng, quê ở Yên Bái, sinh năm 1982. Thì năm nay Huấn Hoa Hồng đang làm kinh doanh buôn bán hàng online trên mạng. Thỉnh thoảng thì lên mạng xã hội dạy giảng đạo lý, dạy đời con nít. Đấy, cho nên là đến giờ thì Huấn Hoa Hồng vẫn có một biệt danh là Huấn Joker, gọi là Huấn Joker. Đấy, thì Huấn Hoa Hồng được rất là nhiều người biết đến và rất là nhiều trẻ em và trẻ con và trẻ trâu fan nhí, fan nhủng, yêu quý và xem những cái giảng đạo lý của Huấn Hoa Hồng. Được rất nhiều người fan nhí gọi là thầy. Đấy. Ok chưa? Thì cái vấn đề mình cập nhật cho anh em cái thông tin này, Huấn Hoa Hồng trèo cây dừa bị ngã ấy. Thì cái vấn đề đấy thông tin là chưa có chính xác lắm lắm. Thì mình đang cập nhật. Đấy. Có gì mình sẽ thông báo cho mọi người sau về cái vấn đề này. Ok. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình. Nhớ đăng ký và like, subscribe, ủng hộ cho mình nhá. Nhớ đăng ký, ấn nút chuông thông báo. Đừng quên subscribe, ủng hộ cho mình. Để mình cập nhật những tin nóng hổi và tin tức mới nhất trong ngày. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều.